Chào mừng hết tất cả các anh em quay trở lại kênh của mình anh em. Anh em ơi, hôm nay mình ghé thăm cái vườn rau của bác Ba ở quê mình nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi kỹ thuật tứ phân ha. Đây, cái kỹ thuật tứ phân là thuộc từ giờ bác Ba ha. Đây, đi đường ống nè. Đây là cái thùng chứa phân nha, sắp hết rồi, vô là trễ à. Chứa phân nè, đó. Đi dẫn qua cái đường này, vô cái ống dây này. Đây là cái đường nước đi từ dưới sông lên nè, của cái máy 6 người gửi này nè các bạn. Đấy lên ha, bắt đầu đi theo đây, nó trộn phân trong cái đường dây này nè. Rồi đó, đây là cái hệ thống phun nè, đó bác Ba mình đang tứ nè các bạn, đã không đó. Tứ phân gì nhẹ hả bác Ba? Đó, đây là cái kỹ thuật tứ phân tuyệt vời của người nông dân sáng tạo nha các bạn. Đây tướng gì là phân nó ra rất đều nha các bạn. Đây đó, dữ dằn không, quá tuyệt vời. Tứ phân này gì thấy sao bác Ba, thấy hiệu quả hơn cái tứ kia không bác Ba? Hiệu quả hơn, nó với nó nhẹ phân hơn, nó mau bắt hơn gì hả bác Ba? Còn tứ kia không bằng ha. Tứ kia nó thời gian nó ăn phân nó chậm. Dạ. Còn này tứ gì thì rau còn nhỏ, anh tứ qua đèo gì nó mau bắt hơn. Ừ. Vậy là ngon lành hơn gãi nhiều hết bà ha. Nó nhẹ hơn. Nhưng mà cũng có thí dụ tứ đợt hai rồi cũng phải gãi, chứ còn rau nó lớn rồi mình tứ qua đèo không nó cũng không đủ sức. Cũng nhiều mình gãi, mình tứ đợt hai đợt rồi cái gãi nó một cái. Cho nó cho nó nhẹ phân một chút. Nó gãi hoài thì nó ngán. Yeah. Đã lắm nghe các bạn, nhìn cái hệ thống tứ nè. Phun sương nè. Dài lắm, đang chạy. Dạ. Đây là bác Ba mình bắt đầu châm thêm phân vô cái phi đó các bạn. Để tiếp tục tứ phân thêm một clip nữa ha. Đây. Nãy bác Ba mình cho vô một thùng phân đó các bạn. Rồi bây giờ đổ nước thêm vô ha. Cho đầy vô đó. Đây. Vô nước. Tứ gì thì nó tiết kiệm được công sức dữ lắm nha các bạn. Và hiệu quả hơn so với mình gãi nha. Tiết kiệm phân luôn. Tứ thì nó không hao bằng mình xả. Dạ. Tứ nó hay hơn dữ lắm hả bác Ba? Ừ, hay hơn. Nó hay là nó thấm đều. Cái này cũng như mình ấy cho nó tiết kiệm phân đỡ ra. Tiết kiệm tiền phân ha. Ừ. Bác Ba cho biết là tứ cái gì nó tiết kiệm tiền phân lắm nha các bạn. Xả thì khoảng 30 kg, mà tứ khoảng có 15 kg rồi các bạn ơi. Rất là tiết kiệm phân ha. Khi bác Ba mình ở đây chăm xong xuôi ha, thì bác Ba trai ở ngoài bắt đầu chuẩn bị chuyển cái làn cát ha. Đây các bạn đem coi. Hồi nãy là bác Ba mình tứ cái clip bên đó đó các bạn. Đó, tứ cái clip bên đó, giờ chuyển lại cái clip bằng này nè. Đó, đổ phân vô, nãy giờ bác Ba gái đổ phân vô đó, bác Ba trai điều khiển cái cho hệ thống nước lên đây ha, tứ cái luống lần này. Đây các bạn ơi, chuyển lên cái luống này ha. Đó, luống này phun rau của bác Ba mình mới cắt nè, phun dài mị ngoài kia luôn ha, mị tuốt tuốt ngoài kia luôn. Tứ hai luôn. Cái này bằng nhiêu công bác Ba? Ba công nhà nước ha. Vậy là đám rau này là ba công nhà nước ha các bạn. Nếu mà tứ tay là tứ không có nổi đâu ha. Cho nên là bác Ba mình sáng chế ra sử dụng như thế này.
pha nước vô phân rồi tứ như vậy là bắt ba gái nói là sẽ tiết kiệm được phân rất là nhiều ha. Chớ bắt ba, hai bắt ba mình, bắt ba cha bắt gái mình lớn tuổi các bạn, sao mấy thôi rồi mà xách nước tứ từ thùng thì như ngày xưa thì chắc có lẽ là không bao giờ thực hiện được áp dụng kỹ thuật này, cho nên là cái việc tứ phân trên đám rau này thực hiện dễ dàng hơn ha. Lấy gì Tâm nè? Lấy gì hả? Lấy gom. Làm cái gì? Ừ. Đây là gom của ở ngoài đồng đem vô rồi anh Tám mình chở về làm gãy các bạn. Làm gãy ở đâu? Chuyến này trồng gì? Trồng cà. Trồng cà hả? Ở đất dưới hả? Bữa nào cũng vui quay phim nha. Cũng là nông dân trồng lúa không ăn mà chuyển qua trồng cà, trồng gãy này nọ các bạn ơi. Tự đâm quế ngồi gí nữa hả? À, cũng tứ phân vậy hả ba? Tứ phân tiêu không hả? À, phân tiêu thuốc gà gãy cái đó mới xả không ba? Đây hai ông bà lão nghe các bạn. Chai này là 170 ngàn hả? Chai đó thuốc gà gãy gì không ba? Trừ bệnh hả? Chết cây của Tân Thành. Chu Beka. Thuốc trừ bệnh. Làm như thế này êm lắm nghe các bạn. Lấy nước dưới này lên. Lên cái này qua cái hệ thống của cái bơm này. Qua cái hệ thống này, phân này, đây chứa phân nè. Đây toàn là bộ là phân không nè. Qua đây cái đánh trộn tứ ra. Quá tuyệt vời ha. Kỹ thuật không nghe các bạn. Dây này ống dây đi ống dây 90 nha. Ra đây có ống dây phun kim. Rồi ra ống 42, ống phun kim nè, 42. Đây là tứ cái đám ngò gí mới xạ. Này nếu mà tính ra tứ 3 công 3.000 3 công nhà nước nè. Mà tứ cái kiểu này các bạn. Nhanh lắm ha. Tứ trong vòng khoảng tiếng ngoài đồng hồ. Tứ kiểu này chắc mau hả ông ba? Gãy mình, ví dụ mình tứ mình giải là 15 kg, 16 kg đi, mà mình tứ nè là chừng chục ký, 8-9 kg là mình tứ đừng cử là giảm phân hả? Ừ, giảm phân rồi đó. Nhưng mà giảm cử với hai rồi mình cũng giải lại chứ không phải là giảm hoài được. Vậy làm tứ gì cử với hai rồi bắt đầu mình cái mình giải lại cử, mình giảm lại giải lại cử rồi cái bắt đầu mới tứ qua đèo nữa nữa. Ừ. Là dưới cái rau mà nó cao thì mình giải phân hột đó, tứ nó mắc kẹt cái đọt đó, nó bị cháy. Tứ qua đèo gì thì mình nó hay hơn, nó không có bị mắc kẹt phân trên cái đọt. Nó không hư ha. Nó không có hư. Hay quá ha. Còn rau nhỏ thì giải thì sao cũng được. Mà mình hạ tiện phân thì mình tứ. Nó giảm chi phí hơn. Thấy công việc hay làm gãy mà kỹ thuật kiểu này hay nhẹ nhàng hết các bạn. Chỉ cần mở cái van nè, đầu dây có mấy cái van nè các bạn. Nắm cái van dặn qua cái là xong. Như mấy cái đầu bét ở gần này là mình làm cái phá, mình mở, mình ém nước bớt lại. Cho nó đi đường xa. Ở gần này dùng nước. Là mấy cái phá này vừa cái mấy cái phá đó là dùng để ém nước lại ha các bạn. Ém nước bớt lại nhìn mở ít lại cho nó đùng nước lên trển rồi để nó chảy cho nó quay tự do thì dưới này nước nó dư nước. Mỗi đầu vậy đầu đường dây khóa bớt lại bao cái bét vậy đó. Cho nó chảy ít lại chút. Chứ còn để mà nó như người ta thì dưới này dư nước mà trển nước nó không đủ. Ở xa không đủ ha. Xa không đủ. Mình canh cái mình phá lại hơi hơi ha. Mình đổ cho nó vừa ra hơi phú bị hai bên cái bếp của mình vậy đó. Cái là mình chặn nước bớt là gì đó.
Đây cũng là một cái khoa học kỹ thuật nha các bạn, của người nông dân nha, sáng tạo. Tưới xong rồi, giờ này bác ba mình gỡ máy gì các bạn ơi, chứ để cái máy đây là tối là chúng mượn xài căng lắm, không có máy xài ha. Hệ thống tưới thì đơn giản ha các bạn. Đồ ở khu vực này là phải cẩn thận được đem về nhà hết. Còn nếu mà làm biếng để lại thì có người mượn xài. Máy khoảng nhiều ký ba? Hàng mấy ký quá. Hàng mấy ký ha? Cái đầu máy không cũng 14, 15, 16 ký gì đó. Ừ. Chứ bơm cũng ký ngoài hay ký gì. Bưng xuống cái ngán rồi. Ngày bưng hai sức. Ngày bưng hai lần hả? Rồi bị bưng vô. À. Bưng gì vậy? Để không dám để. Năm nay bác ba nhiêu tuổi ông ba? 63. 63. Hai ông bà già lụm cụm. Rồi bác ba gái chạy về. Để đây cái bị mượn rồi. Xịt được không ha cà, cảm ơn. Cái gì? Mời ha, chị ngay xịt. Rồi, video của mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn. Đây là cái video mà tình cờ mình đi ngang cái đám gãy thấy hệ thống tứ này, quay chia sẻ cho các bạn coi. Để các bạn anh em nào mà có làm rẫy, làm ruộng gì đó, làm rẫy đó, thì anh em có thể áp dụng cái kỹ thuật tứ phân như cái này các bạn, để cho giảm cái công suất lao động lại, để tăng cái hiệu quả trên đám gãy nha. Vừa giảm phân mà vừa giảm chi phí phân bón mà vừa nhẹ nhàng công sức của mình nữa. Rồi, chào tạm biệt hết tất cả các bạn ha. Video kết thúc các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Các bạn hãy ủng hộ kênh TOT Vlog 2019 của mình ha, bằng cách là hãy đăng ký và nhấn vào hình cái chuông ha, để cập nhật những video mới nhất của kênh ha. Bye bye.